Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình nhé. Hôm nay thì mình có một số máy như thế này. Nói chung là xem nào, Panasonic này, Hilti này, nói chung là toàn là Panasonic và Hilti thôi nha mọi người. Panasonic và Hilti thôi. Đây mình quay kỹ cho mọi người xem này. Đó, Panasonic, Hilti. Đa phần toàn là máy đẹp thôi nha mọi người. Đó. Thì là để giới thiệu tới mọi người xem rồi thấy cái nào hợp lý thì mua ủng hộ mình nhé. Còn đầu tiên thì cho mình xin một giây, nghĩa là mình rất là cảm ơn những cái like và bình luận comment cảm xúc của mọi người, cũng và đặc biệt nhất là những cái đăng ký của mọi người nhé. Mọi người đăng ký thì mọi người sẽ nhận được video sớm nhất để mua những cái khi có video mới, để mua những cái mà mọi người muốn nha mọi người. Đây. Như tiêu đề thì mình nói rồi, hôm nay mình có một đống sạc này, sạc cũ này. Nói chung là nó bị cắt dây rồi đồ này kia, nói chung đa phần là hư nha mọi người, đa phần là hư thôi. Thì nói chung là mình bán ra trái mà. Đó, đa phần là hư nha mọi người. Mọi người về mình bán với cái giá là ve chai, để về mọi người sửa hay là làm gì mọi người sai được thì mọi người sai nhé. Sạc tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cục nha mọi người. 8 cục này thì mình bán một cục 5 ngàn, 8 cục là 40 ngàn, 8 cục là 40 ngàn. Thì 40 ngàn thì nó thật là cũng chưa đủ cái tiền mình đóng gói với tiền công nữa. Nên mọi người nhớ mua thêm cái gì đó rồi lớn tiền mua cái này thì mình gửi cho mọi người nhé. Chứ còn mua riêng cái này thì mình không gửi đâu. Cái này cái số 1, 40 nha mọi người. Đó, 1, 40, 8 cục sạc, 8 cục sạc bán ve chai. Đó, sạc đã phân là hư chục nha mọi người. Rồi. Số 2. Số 2 là có cái này. Bàn vít Hilti. 14.4V không trôi than. 14.4V không trôi than nha mọi người. Đó. Không trôi than 14.4V. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Này, 3 cấp chỉ được nha mọi người. Đó, đèn sáng này. Đầu. Đầu con này thì không rơ chứ. Con này đâu không rơ. Rồi. Con này là con số 2. Thân máy. Pin này thì mình bán 500 một cục nha mọi người. Pin zin 3.3A. Con dùng tốt. Đó, mình bán 500 một cục. Pin dính nha mọi người. Pin dính thì bên bản lẻ 500 một cục. Con dùng tốt 3.3A 14.4V pin đâu. Còn thân máy con này này. Thân máy con này thì bên bản 900 đâu không rớ nha mọi người. Số 2 900. Đây. Đây, đây còn con nữa này. Giới thiệu con này luôn. Con này cũng như vậy. Đó, cũng y vậy luôn, 3 cấp chỉ được nha mọi người. Đèn sáng này. Đầu, đầu con này thì hơi rơ, được chưa? Con này hơi rơ, về mọi người để thế này xài cũng được, không thể đóng bạc lại, tùy mọi người. Thì con này thì mình bán với giá là 800. Thân máy nha mọi người, con pin thì là đây. Đó, 900, 500, pin zin. Pin zin 3.3A, con dùng tốt. Nhận sạc rin nó bình thường nha mọi người. 800 nha mọi người. Số 3. Con này thì đâu hơi rớt, về mọi người để thế này sàng được, mà không thì đóng bạc lại tùy mọi người. 800. Đóng bạc thì thờ cứ khí làm xíu cho mày, tiền cái bạc có gì đâu. Được chưa? Rồi. 3 rồi. 4. 4 ở đây là mình giới thiệu mấy cái Panasonic trước nha, xong rồi tới Hilti nha mọi người. Con này là bàn vít Panasonic EZ7543. 7543 nhá. Đó, con này không chổi than nha mọi người. Đây cục pin thử cái. Không chổi than nhá. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều. Ok, bật đèn. Nhanh chậm này. 3 cấp chỉ được nha mọi người.
Đầu đầu thì không rỡ nha. Chà, con này con số 4, thân máy 10.950. Đó, thân máy 950 này. Rồi. Tiếp tới con này. Bài 540 nha mọi người, 5540. Panasonic. Con này cũng không chổi than đâu. Con này thì nhìn mới hơn con kia một xíu. Bật đèn, tắt đèn, ba cấp chín người. Đâu không rỡ nha mọi người. Rồi. Con này số 4 rồi. Số 5. Số 5 con này thân máy cũng 950 ngàn nha mọi người. 950 ngàn nhé. À con này Nexno EZ7540, con có kia Panasonic 7543. Số 5 Nexno với Panasonic tầm 1 thôi nha mọi người. 5 à, 950 thân máy. Chưa? Panasonic đây. Đây có một con khoan. Con khoan Panasonic con này rất là đẹp, chỉ có cái đầu là nó bị vì sao nhỉ, nói chung là nó cái đầu nó khá là cũ rồi, dùng thì vẫn dùng tốt đó, cái đầu thì khá là cũ nhưng mà cái máy thì rất là mới. Đó, máy rất là mới nha mọi người. Này đèn này, được chưa mọi người, xem này, đeo tóc này, thẳng này, đảo chiều này, được chưa? Này, đâu không có rớ đâu nha mọi người, không rớ nha. Đó. Con này bình thường mà đẹp như thế này mình phải bán 700. Nhưng mà nó thật là do cái đầu này nó xấu này. Đầu này nó xấu này. Đó, thấy chưa? Cái đầu này nó xấu này. Không được đẹp. Cái đầu tốt thì không được đẹp. Con cái máy thì rất là đẹp này. Thì con này mình bán thân máy là 600 nha mọi người. Chẳng qua cái đầu tốt nó hơi xấu thôi. Con cái máy thì rất là đẹp. Nội thất của con này cũng rất là đẹp luôn á. Số 6 2 4 5 6 6 thân máy 600 nha mọi người. 600 6 thân máy 600. Rồi tới con này. Con này là Panasonic EZ7548. Được chưa? Đó. Con này có một đời là 7542 nữa, nhưng 7548 á, có nghĩa là 7542 là chỉ có là một tầng nhông thôi. Còn con này có tới hai tầng nhông. Đây. Có nghĩa là nó có ba tới ba số chuyển chứ không phải là ba cấp chuyển, chứ không phải là như cái kia là chỉ có hai cấp chuyển búa và khoan. Con này là vừa là chuyển búa này, rồi khoan, khoan này có khoan nhanh, khoan chậm nữa. Đó. Đầu thì cũng rớt nha mọi người. Đó. Đây là gọi là bản tính, bản vịt đa năng, bản vịt muốn tí rồi đây. Bật đèn này, tắt đèn này.
dấu tóc thẳng ok, đã chiều ok. Đó. Có tới 3 cấp chỉnh ở đấy nha mọi người. Chưa kể cấp trượt ở đây nè. Đó. Con này thân máy 750 ngàn nha mọi người, 750 ngàn nhá. Con này hồi trước mình có motor, có một con bị chạy motor. Mình hỏi mua trên mạng mà kêu là 1,2 triệu thân máy. 750 có rẻ. Thôi 750 đi. 7. Thân máy 750 nha mọi người. 7 thân máy 750. Rồi, Panasonic con cái nào? Cái này. Đây. Cưa. Made in Japan nữa nha mọi người. Con này á thì bộ gì nấu về á. Con này máy rất là mới. Con này có nâng hà này. Con này có nâng hà thôi chứ cũng có nghiêng nha mọi người. Thì con này vừa cắt sắt vừa cắt gỗ đều được. Mọi người bỏ được cắt sắt vào vẫn cắt được. Có nâng hà thôi. Đó. Con này vốn gì nó về á thì nó không có lưỡi. Máy rất mới. Thì là 135 này thì mình có sẵn một cái lưỡi, nhưng mà nói chung là nó mẻ hết rồi. Gần như là mẻ tới 50%. Nhưng mà có nghĩa là mình để cái lưỡi vào đấy để tặng cho mọi người thôi. Cho nên thật ra thì nó về cũng có lưỡi, với bạn vì kỳ giá là giá không lưỡi nha mọi người. Đó, mọi người thấy máy bốc chưa? Có thẳng đàng hoàng nha. Đèn ở đây này. Đó, máy này thứ nhất là mới đẹp. Thứ hai là có đèn, có thắng. Còn cái lưỡi này thì chẳng có mình tặng kèm thôi. Chứ còn lưỡi này mình tính giá tiền nha mọi người. Con này 600 nhá. Máy rất là đẹp. Số 7 ra số 8. Thân máy. Bạn hạ còn con này nữa. Con này là khoan bê tông. Con này bộ hơi này. Con này dòng này rất là mạnh này. Panasonic EZ7840. Con này rất là mạnh nha mọi người. Made in Japan đây. Con này thì có 5 kia sổ để vặn vít này. Được chưa? Và một chế độ khoan này. Khoan này để khoan bê tông nha mọi người. Đó. Để thử cho mọi người xem. Con này búa rất là mạnh. Búa hơi. Điều tóc thẳng ok nè. Đó chưa ok. Bật đèn ở đây. Được chưa? Búa này. Đó, mọi người nghe tiếng búa chưa? Đó, tiếng búa rất là đã nha mọi người. Con này thân máy. Thân máy con này là bao nhiêu thứ vừa nhỉ? 1,5 triệu. 1,2 triệu đi. 1,2 triệu thôi. Con này thân máy 1,2 triệu nha mọi người. Con này rất là hiếm này. Dòng này tao siêu mày nữa. Số 7 thôi, số 9. Thân máy 1,2 triệu. Được chưa? Rồi, tới con này. Khoan bê tông. Nesno Hammer Drill EZ6812. Dòng này là có điêu tóc này. Để chút em mới lấy kia. Dây tét. Dòng này điêu tóc nhá. Bây giờ chế độ đây nè. Ủa, của cái này con chạy kén. Cục cái này yếu rồi. Âm dưới, dương trên. Để thử nữa nha mọi người.
Đây này. Này, ngoài thì mày thì con rất đẹp tém này. Đó, búa mạnh. Này, qua chế độ khoan nghe nhống nó êm này. Đó, thấy không? Nhống nó rất là êm nha mọi người. Chế độ búa này. Đó. Máy cũng đẹp này nha mọi người. Con này thì là con này là con mình bán là giảm giá cầu view cơ ai trong ngày hôm nay. Con này con giảm giá nha mọi người. Đó, vì để những ai mà giống kiểu chú ý xem video á thì mình mua được những con này. Con ái cứ tuyệt quá thì không biết con này giảm giá đâu. Con này là thân máy vỏ pin 1 triệu. Quá rẻ. 10 thân máy vỏ pin 1 triệu. Quá rẻ cho con này luôn. Con này coi như là tri ân cho những ai để xem video đây. Rồi, tiếp con này. Con này là cưa Nati EZ3511. Con này đó là lưỡi tối đa của nó là 1:8 rồi nha mọi người. Lưỡi tối đa của nó là 1:8. Con này thì có nấng hạ bàn này. Được chưa? Nhưng mà không có nghiêng. Tại vì là con này á là nếu như mọi người để lưỡi cắt sắt vào thì vẫn cắt được, để lưỡi cắt gỗ cũng cắt được. Hiện tại của nó ở đây đang là cái lưỡi Ryobi 1:16 được chưa, đang hiện tại ở đây đang là cái lưỡi Ryobi 1:16, lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt gỗ 52 răng mà chỉ bị mẹ đúng một răng thôi. 52 răng mẹ đúng một răng mẹ đâu thôi ta, này mình thấy có một răng mẹ đó ta, đây chị mẹ đúng một răng đấy rồi, quá ngon luôn chưa. Rồi 52 răng mà mẹ một răng là chuyện bình thường nha mọi người. Đó rồi tẹt nó dương dưới âm trên này, nó bị rỉ cái chân pin ở trong đây này, thấy chưa mọi người, thấy xinh xinh chưa. Về mọi người nhớ cha cái chân pin thì cắm mô hơn mới chạy nha mọi người. Đó, như cửa điện nha mọi người, như cửa điện. Đó, mọi người thấy không? Nó chạy như cửa điện luôn á. Rồi. Cho mày ra. Lưỡi thì ngon. Máy mạnh, có thắng. Nói chung là như cửa điện. Cửa điện con không còn thắng được như nó nữa. Được chưa? Con này thân máy vỏ pin 750 ngàn, cái vỏ pin này đã 200 ngàn rồi này, 750 ngàn nha mọi người. 11 750. Đó rồi, tới một con rạc loài này nữa đi. Bây giờ tới Hilti. Con này thì là khoan không chổi than, khoan nhôm ở đây có nghĩa là thân của nó là thân nhôm nguyên khối nha mọi người, thân nhôm nguyên khối 12V không chổi than, được chưa, 12V không chổi than, nhôm nguyên khối. Đó, ở đây thì mình có giải thích nhiều mọi người rồi. Cái đầu này đó là đầu 10, vì mọi người mua cái đầu túc 10 vặn vào đây là dùng được. Còn ở đây người ta để sẵn rén 10 với lại cái vịt đánh ngược đấy thôi. Về mọi người chỉ việc gắn vô sai thôi. Đó, để thử này. Không chổi than đàng hoàng nha mọi người. Nhôm nguyên khối luôn nha. Đó, máy rất là êm nha mọi người. Đó, không chổi than đàng hoàng này. Nhôm nguyên khối luôn này. Này, nhôm nhá. Đó, công tắc của nó đây này, cái dấu chấm này xuống phía dưới này. Rồi đi vào. Rồi đây, giờ đảo chiều. Đi ngang qua đây là khóa công tắc. Công tắc này cũng nhôm luôn này. Nhôm nguyên khối luôn này. Ngon chưa?
Con này thân máy 550 ngàn nha mọi người. 10 10 10 10 12. 12 thân máy 550. Chưa. Rồi, 13. 13 ở đây mình có một cái hút bụi. Hút bụi của khoan bê tông. Con này thì là TE5DSR này thì DRS này thì chắc là hút bụi của khoan bê tông Hilti TE5 hay sao á. Đây. Con khá là đẹp, con cả kia lọc bụi trong này luôn. Cái này thì mình không có máy để thử, cắm vô máy TE5 mới thử được nha mọi người. Thì mình không có máy để thử. Đây này hình như là tiệp pin hay cái gì đây này. À đấy hình như có cái motor ở đây này. Cái gì á? À motor có hình quạt ở đây này. À cái này cần pin. Cắm vào đây nó sẽ đi vào kia motor phía trên, motor trên quay rồi cái này sẽ quay này. Nó loại pin. À gì thì cái dưới này thì chỉ cái cành quạt thôi. Chứ không có motor, gì thì chắc không hư được, không có cái chi để hư ấy. Đó. Ngoài hình thì đẹp. Đó. Nhốn con bình thường tốt được chưa. Đây cái này mình bán 300 nha mọi người. Hột bụi của khoan bê tông Hilti TE5 300. Cái này không có motor thì vậy nên chắc cũng có gì để hư. 13 300. Mười bốn. Mọi người thông cảm nhá. Họ cái này là kìa một con bản đính bê tông Hilti GX120 nhưng mà mọi người xem này, nó thiếu phụ kiện, thiếu phụ kiện đủ thứ. Nói chung là mình bán cho mọi người về để mọi người lấy phụ kiện thôi nha mọi người. Đây vịt nó cũng không con nữa này đó. Nó chỉ là cái xác thôi để về mọi người lấy phụ kiện thôi. Tại vì hồi bữa mình có một con bê tông Hilti, mình liên hệ với chính hãng Hilti ở Việt Nam ấy, mình chỉ mua là con này thôi này, cái đầu bắn này thôi này, cái đầu sắt nhỏ này thôi nha mọi người, 800 ngàn. Nên là mình có mấy cái đấy thì mình bắn xác đó, bắn xác để về mọi người ai chuyên chơi bê tông Hilti đồ này kia thì để lấy phụ kiện nha mọi người. Đây nguyên cái bộ phần cớ này cũng là tiền không rồi này, gang ghế hay cái gì mình nghĩ cũng phải gang mà titan hay cái gì ấy tiếng này hay là gang gì đó. Kể nó đi để mọi người lấy phụ kiện thôi nha mọi người. Đó thì cái này mình bán là 300. Số 14 300. Nói chung là phần ở dưới này thì nó mất hết rồi, chỉ còn phần đa số phần cơ ở phía trên này này. Đó bộ vỏ thì cũng còn được. Đây không có vị trí nữa. Rồi một con cưa kiếm Hilti 18V. Con này thì bị bắn đính ở đây và đây này. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái này về mọi người lấy cái công tắc với cặp than không là đủ rồi đâu, chưa kể là bộ sổ với là điều tốc này kia nữa nha mọi người. Nói chung là nhiều thứ. Đó. Thì mình bán cũng coi như bản sạc thôi. Bản sạc thì với mọi người để phụ kiện hoặc sửa chữa đồ. Thì nói chung là mình không có thử. Nói chung là không có thử mà không bán hên xui, mà gọi là bán chế tuân bán sạc luôn. Được chưa? 15, 300, 36V. Thường thường cái rô to này thì không bao giờ chết này. Cặp than nữa, 300. Ok. Rồi, tiếp tới cái gì nhỉ? 15, 300, đây. Có con này. Con này khá là mới. Bản đính bê tông Hilti GX100. Được chưa? Hilti GX100. Bằng đàn con nguyên này. Đó, con bằng đàn này. Đó. Có này thì đủ đồ, chỉ có là không có bình ga để thử thôi. Bình ga thì mình không có. Đó. Được chưa? Mình không có bình ga để thử. Không có bình ga để thử này. Thì con này thì mọi người biết rồi. Nếu máy ngon hơn anh thì cũng phải là 8 tới 10 triệu một con.
Bên bạn con này thì bên nó là nó không phải là nó bán xác, con này bên nó bán mù, được chưa? Bán mù hên xui 1,6 triệu, bán mù hên xui. Con này mà tổ thì mọi người biết rồi, 8 tới 10 triệu một con rồi, mà máy còn khá là đẹp nữa, không phải khá là đẹp mà rất là đẹp luôn á. 1,6 triệu, 16 thân máy, 1,6 triệu nha mọi người, 16 thân máy 1,6 triệu. Đó, bản đính Hilti GX100. Rồi, 16 rồi, 17. 17 ở đây thì mọi người biết rồi, Hilti TS6A22, con này bị bản đính này. Con này bị bản đính này. Cái nhổ cái đính ra rồi. Đây. Đây là full tem cho mọi người xem này, có đen ở đây. Con này thường thường á không bị bản đính thì bên bản là 3,2 triệu thân máy. Nhưng mà con này bị bản đính thì mình bán 2,8 triệu. Đính chẳng qua là cái ngoại hình nó bị thế này thôi, còn ở trong thì không có bị gì hết đâu nha mọi người. Đó, máy bình thường, chẳng gì hết. Đèn sáng này 2,8 triệu nha mọi người. Một số người ấy, hay hỏi mình vì sao mà con Hilti 22V mà lại rẻ hơn, đắt hơn con Hilti 36V. Thì mình nếu mình hay hỏi ngược khách lại một câu, tại vì sao anh này muốn mua con 22 chứ anh không muốn mua con 36, thì đơn giản đó. Nhưng mà nếu như mình trả lời thật thì đúng là như thế này: pin của con này á thì rất là rẻ, chỉ 600 ngàn một cục như thế này, pin zin, được chưa, pin zin, con nhận sạc 600 ngàn một cục đó. Nhưng mà con này Hilti 36V này thì rẻ hơn, tại vì sao? Vì cục pin của nó á, thì rất là đắt, đắt hơn cục pin kia nhiều, thậm chí là gấp gấp 3 gấp 4 lần đó, còn chưa kể là 36V thì nó sẽ nặng hơn. Đó thì hôm nay mình giải thích cho mọi người, tại vì á bản đồ mới á thì người ta sẽ quan trọng tới những cái đó, nhưng bản đồ cũ á thì cái nào chuồng hơn thì sẽ đắt hơn, và đó là cái nào không chuồng thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tại vì sao mọi người không mua, mọi người nói vậy sao mọi người không mua con 36 đúng không? Mình con 36 mình bán rẻ hơn mà. 10 10 mấy nhỉ? 17 này. Thân máy 2,8 triệu. Bị bật đi lên mà 2,8 triệu, không là 3,2 triệu nha mọi người. Này, ví dụ như con này đi. Đây, mình nói này. Con này Hilti TS6A36 cũng bị bản đính này, được chưa? Con này thân máy mình bán 1,6 triệu thôi, đúng không? Mình bán rẻ hơn rõ ra, hơn nửa giá luôn á. Mọi người nếu như có cái mọi người nói như vậy thì đấy, mình bán đấy rẻ hơn thì mọi người cứ mua đấy. Này, bản đính thì bản đính, nhưng mà máy thì đó, rất là êm đúng không mọi người? Hai con này á thì chỉ 80 thôi, con này với con này hai chỉ 80 thôi công suất của nó á. Đó, cái này là cái đề chuyển hai bên pin Makita qua. Pin này thì mình cũng không có. Đó, máy êm, có đèn bình thường nha mọi người. Đây, con này TS6 bị bắn đi. Thì bạn bình bán với giá 1,6 triệu này, thân máy này. 17 à 18 1,6 triệu thân máy. Rồi, còn con này không bị bắn đi. Ok. TS6 không bị bắn đinh, TS6A36 không bắn đinh. Con này thì mình bán thân máy 1,8 triệu, mình cùng thử cho mọi người xem. Đó, hiệu tí như vậy, con nào cũng êm hết cho mọi người.
được chưa? Rồi, con này là con số 19, thân máy 1.8 triệu. Đó, cái gì cũng có cái giá của nó vậy thôi. Số 19, thân máy 1.8 triệu nha mọi người. Rồi, tới đây kết thúc video của mình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.